Mua hay không mua, không mua hay mua hay không mua, quyết định đi. Mua đi đừng ngại ngần, hàng ngon quà cũng một tuần mà thôi. 10 giờ sáng với 7 giờ tối ở nhà ngồi coi chết có bối rối, cầm máy lên gọi chồng chớp mắt thôi. Hàng và núi quà ào tới rồi. Đón xem trên VTV Hyundai Home Shopping.